Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Thời sự TV. Khai quật mộ cổ 6.000 tuổi, sửng sốt thấy bộ xương rồng. Trong cuộc khai quật tại Hà Nam, Trung Quốc, các nhà khảo cổ phát hiện một ngôi mộ 6.000 năm tuổi. Tại đây, họ tìm thấy một bộ xương nghi của con rồng. Từ hàng ngàn năm trước, người Trung Quốc coi rồng là một thần thú và có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa. Trong đó, hình ảnh loài rồng gắn liền với quyền lực và địa vị chí tôn của hoàng đế. Bên cạnh những ghi chép về rồng, các nhà khảo cổ đã có phát hiện bất ngờ trong mộ cổ 6.000 năm tuổi. Cụ thể, khi tiến hành cuộc khai quật ở Mộc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, các nhà khảo cổ tìm được ngôi mộ thuộc thời kỳ Ngưỡng Thiều. Kể từ đây, các nhà khảo cổ tiến hành cuộc khai quật toàn diện ngôi mộ cổ. Theo đó, khi mở cửa ngôi mộ tiến vào bên trong, họ kinh ngạc bởi bên trong không có bộ hài cốt con người nào hay bất cứ đồ tùy táng quý hiếm. Bên trong mộ cổ chỉ có một bộ xương động vật nghi của loài rồng. Trong đó, đầu của con vật hướng về phía đông bắc. Con vật này ở trong tư thế vuốt chân trước ôm chặt, trong khi chân sau vểnh lên và có chiếc đuôi uốn lượn. Ngoài bộ xương nghi của rồng trên, các chuyên gia nhận thấy các bức tường trong mộ có chạm khắc những hoa văn tinh xảo. Dù các chuyên gia nỗ lực tìm kiếm các manh mối, nhưng các chuyên gia vẫn chưa thể xác định danh tính chủ nhân ngôi mộ. Trước bí ẩn về bộ xương nghi của rồng trong mộ cổ trên, một số nhà nghiên cứu suy đoán chủ nhân ngôi mộ có thể là một hoàng đế hay nhân vật lớn có sức mạnh võ nghệ cao cường thì mới có thể đủ khả năng tiêu diệt một con rồng. Chuyên Húc, Phục Hy, Sibu được cho là những nhân vật có khả năng thu phục được rồng. Tuy nhiên đến nay, các nhà nghiên cứu vẫn chưa tìm được bằng chứng nào giúp làm sáng tỏ bí ẩn ai là người tiêu diệt được rồng.